thấy Gia An và Phương lúc nào cũng đi cùng nhau, nay lại còn khoác áo cho nhau, Mai Anh như muốn phát điên vì ghen. Nếu như trước đây không có thiện cảm với Phương, Việt Hoa thì sau những tình huống tiếp xúc nhiều hơn, Gia An, Lãnh Thanh dần hiểu hơn về cô thư ký giám đốc này. Anh phải thừa nhận trong công việc Phương là người giỏi và có trách nhiệm, trong cuộc sống riêng tư, cô là người giàu lòng trắc ẩn khi sẵn sàng giúp đỡ người xa lạ như bà Lý, nghệ sĩ Minh Phương. Trong thời gian bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, giám đốc công ty La La, ở lại viện dưỡng lão, Gia An thay bà điều hành công ty. Cũng chính vì thế, Phương làm thư ký và sát cánh bên anh nhiều hơn. Gia An sẵn sàng cởi áo khoác cho Phương khi thời tiết lạnh. Tình huống này vô tình bị Mai Anh, Minh Thu chứng kiến. Nhìn bộ dạng ốm yếu của Mai Anh, Gia An nói chị Lan Chi đưa cô về trước, nhưng Mai Anh vẫn cứng đầu, anh giỏi thử nhắc lại câu vừa rồi xem. Gia An không ngại nhấn mạnh, anh bận, em tự về nhà đi. Như mọi lần, Phương cứ thấy Gia An và Mai Anh đôi co với nhau là cô bỏ đi, để không gian riêng cho hai người tự giải quyết việc riêng. Anh coi chị ta hơn tôi đúng không? Mai Anh tức giận hét lên. Gia An nhắc lại cho Mai Anh rõ rằng mối quan hệ của anh và cô bây giờ chỉ là bạn bè, công việc. Liệu Mai Anh có nói cho Gia An biết mình có bầu? Đầu bếp ở viện dưỡng lão đột nhiên bị cho thôi việc khiến ông Sang đặt ra nghi vấn. Ông Trấn, nghệ sĩ ưu tú Tất Bình kể cho bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nghe chuyện năm ngoái ông Thành nào đó ở viện dưỡng lão này có làm quen với một bà, nhưng bị con gái bà này đến làm lên. Ông Trấn và bà Lan đang buôn chuyện thì ông Sang, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đột nhiên chạy tới, hỏi lý do cậu đầu bếp của viện dưỡng lão bị cho nghỉ việc. Có vẻ như ông Sang đã biết rõ lý do, biết ông Trấn và bà Lan có cổ phần ở đây nên cố tình tới thông báo. Ở diễn biến khác, bà Lý, nghệ sĩ Minh Phương nhập viện, Phương, Việt Hoa thường xuyên gọi điện quan tâm, hỏi han. Bà xin lỗi vì ngủ không cầm điện thoại khiến Phương nhắn và gọi nhiều quá. Phương đoán bà Lý chưa ăn gì, dù đúng là như vậy, nhưng bà Lý vẫn vội vã nói dối là ăn rồi, vì sợ lại làm phiền Phương mang đồ ăn đến cho mình. Bà dặn Phương cứ nghỉ ngơi, đừng lo cho bà. Lúc này, Công, Trung Rùi đột nhiên vào phòng khiến bà Lý sợ, vội vàng tắt máy.